Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp về tập 213 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cửu tử mệnh. Dư âm câu nói của Tô Minh chưa biến mất thì thân hình của Đại Vu Công Vu tộc tan vỡ theo. Đại Vu Công loại trạng thái này cách biệt quá lớn đối với Tô Minh, chớp mắt tiêu diệt được ngay. Sát kiếm trong tay của hắn không dính một chút máu, có thể thấy đại vu công này đã chết hai lần không có máu thịt thực sự, mà kỳ thực tồn tại giữa hư ảo và máu thịt. Cửu tử thuật. Năm đó, Tô ta và Sư Tôn, và còn có Long Ly Thượng Nhân, y đã từng đem vu tộc đại vu công giết chết liên tục 9 lần, mới khiến cho lão phải ngủ say. Đó không phải là ký ức đời này của Tô Minh mà là trí nhớ kiếp trước trong nhiều lần luân hồi. Khi đầu óc của Tô Minh hiện ra ký ức của kiếp trước, không khí trước mặt của hắn bùng phát ra khí thế càng cường đại hơn khi trước, vượt qua cả man hồn đại viên mãn, hơi thở tuyệt vui, vù của cảnh giới vu tộc. Theo lúc nó bùng phát, một nắm tay gầy đứt ra từ không khí, vươn nhanh ra, giống như là một tia chớp đánh hướng Tô Minh. Tiếng nổ âm âm vang vọng, nắm đấm cách thân thể của Tô Minh 7 tấc thì vang đến những tiếng kèn két. Chỉ thấy từng đợt băng giá sinh ra ở trên nắm đấm này, chớp mắt lan tràn, khiến cho nguyên nắm đấm này trở thành tượng băng. Cùng lúc đó, đằng sau nắm đấm, một ông lão tuổi chừng 50 từ trong không khí bước ra. Tóc của lão bạc phơ mà xen lẫn một chút đen, thân hình không gầy trơ xương, khỏe khoắn hơn một chút. Lão chính là đại vu công vu tộc lần thứ 3 sống sót. Thân thể, khí thế và sự sống của lão theo tuổi tác hồi xuân mà trở lại, bây giờ lão bước ra khí thế bùng phát, lập tức khiến cho không khí tứ phía sinh ra từng tầng dao động. Người nếu đã nói là người quen cũ của lão phu, vậy thì ngươi là ai? Đại vu công thu lại cánh tay phải đóng băng, không thèm nhìn băng giá ở trên cánh tay đó. Vùng một cái, tiếng bùm bùm khuếch tán, khói đen từ người của lão bốc ra như là định hủy đi băng giá đó. Nhưng mà kệ lão bao phủ cỡ nào, thì băng giá này không một chút dấu vết lại hòa tan, ngược lại lại còn không nhanh chóng lan tràn như vậy. Đến giờ phút này, đại vu công vu tộc mới biến đổi sắc mặt. Tim của lão rớt cái bịch, càng kinh dày nhìn về Tô Minh. Lần thứ nhất và thứ hai, lão đã chết vốn là một người yếu ớt, nằm ở trong dự tính cả. Công pháp của lão là càng chết càng mạnh. Lần thứ ba, sống lại là sơ bộ hiện tại là hiện ra sự cường đại của lão. Nhưng dù là như vậy vẫn không thể nào khiến cho băng giá trên cánh tay này hòa tan, làm cho lão tinh thần rung động, vẻ mặt lại kiêng dè. Lão sống rất lâu, ngẫm nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra một người có thể chồng chất với Tô Minh, làm cho lão do dự về lời mà hắn đã nói. Người sẽ nhớ thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, bước ra một bước, hướng ông lão. Khi hắn đạp chân xuống thì đại vô công, đôi mắt chợt lóe ra tia sát khí, thoáng người lên. Tay trái ấm phát quyết ở trước mặt nhanh chóng biến đổi, môi phát ra từng tiếng chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Nhưng khi chú ngữ vang lên thì sát kiếm vạch trước mặt của hắn, hai ngón tay trái trượt vị trí mũi kiếm, nhẹ búng lên. Tiếng kiếm ngân vang trong trẻo bỗng nhiên vang vọng, ở trong thanh âm như là ẩn chứa tiếng gào khát máu, đó là kiếm linh đang gầm giống. Kiếm ngân khuếch tán, đánh gãy âm thanh chú ngữ của đại vu công. Giây phút chú ngữ dừng lại, Tô Minh nâng lên sát kiếm chém vào xéo hướng ông lão. Một vệt kiếm quang rạch phá bầu trời, sát kiếm vạch ra một đường hình cong, mũi kiếm chỉ hướng bên phải thân thể. Đại vu công vu tộc cách hắn hơn 10 mét bỗng nhiên run rẩy, thân thể chia làm hai nửa tan vỡ. Lão không thể nào chống cự được uy lực sát kiếm của Tô Minh, thậm chí một chút đỡ đòn là cũng không làm được. Tu vi chênh lệch, ở trước mặt của Tô Minh là cảnh giới vô địch thì biến thành khoảng cách sống chết. Đây là lần thứ ba. Tô Minh bình tĩnh nhìn chỗ đại vu công chết, sát kiếm biến mất, bỗng nhiên có rất nhiều tử khí xuất hiện ở ngoài người của hắn. Những tử khí này ngưng tụ trên người của Tô Minh hình thành một bộ giáp màu tím, bao bọc trước mặt của Tô Minh như đeo mặt nạ. Tô Minh nâng lên tay phải, hư không chộp hướng bên phải, lập tức tử khí ồ ạt, ngưng tụ ở trong tay của hắn hình thành trường thương to lớn. Trường thương màu tím, sát phạt máu me đó rất khó tả, phát ra từ trong táng tà thương. Giây phút táng tà thương xuất hiện, khí thế mạnh mẽ hơn trước rất nhiều của đại vu công xuất hiện trên cõi trời đất. Mức độ mạnh mẽ đó đã vượt gần với mệnh tu của man tộc, gần với cảnh giới không, sau tuyệt vu của vu tộc. Nhưng là chỉ gần tới mà thôi, không phải thực sự đã đạt được đó. Đối với Tô Minh, tu vi như vậy là cảnh giới hiện tại của mình, hắn kém rất xa. So với năm đó là mạnh hơn một chút. Ta còn nhớ lúc trước lần chết thứ 6 mới bùng phát ra tu vi tương tự của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói, cuộc chiến năm đó nếu như không phải là sư tôn thiên tà tử thi triển ra loại thuật pháp kỳ lạ để đem tu vi ba người liên kết với nhau, thúc đẩy một trang giấy phủ, một hơi liên tục, lên dục diệt đại vu công 3 lần. Chấm dứt cuộc chiến, nếu như không thì khiến cho lão ngủ say rất khó. Khi đại vô công phát ra khí thế cùng với cực kỳ cường đại, thì một bóng ảo cực kỳ nhanh phát ra từ đó xuất hiện lao hướng Tô Minh. Tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, chớp mắt đã cách Tô Minh không tới 3 mét.
Mặc dù bóng dáng đó cực kỳ nhanh, nhưng mà khi Tô Minh thấy rõ ràng đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thân hình vạm vỡ tràn ngập cảm giác của lực lượng. Bóng trăng ở trong mắt của y nhanh chóng chớp lóe. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi đại vu công tới thì táng tà thương bỗng nhiên nâng lên, đâm tới phía trước. Không trung như tạc nổ, khi thế mệnh tu thuộc về Tô Minh nổ vang. Mũi thương chẳng những là phá vỡ không khí mà còn tản ra rất nhiều khí lạnh, làm cho khu vực này rơi xuống những bông tuyết. Đó là ý hồn của Tô Minh, đó là mệnh cách băng giá của hắn, khuếch tán ở trong một thương va chạm với đại vu công, đến gần giữa không trung. Khoảnh khắc va chạm, đại vu công biến thành người đàn ông trung niên, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười âm độc, không đợi mũi thương tới mắt của y. Y lóe ra tia sáng lạnh, trong người phát ra lực lượng hủy diệt. Y chọn tự bạo. Tự bạo bản thân mình để đổi lấy dao động lại càng cường đại, giấy lên một kích dốc hết sức lực để vượt qua trước khi tự bạo. Dùng cách này cực đoan nhưng lấy ưu thế có thể sống lại để triển khai hành động diệt sát như vậy. Thực ra thì lúc tự bạo y đã hoàn thành lần chết thứ tư, ý thức nhanh chóng rời ra khỏi thân hình tự bạo, ngừng tụ làn sóng lần thứ năm. Tô Minh hử lạnh, trường thương tay phải như vậy nhưng không biến đổi, nhưng tay trái của hắn nâng lên, mu bàn tay hướng phía bầu trời, lòng bàn tay lại chĩa lên trên trường, bình tĩnh nói: giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh. Theo Tô Minh thốt lời, trường thương và đại vu công tự bạo giấy lên tiếng nổ hủy diệt va chạm với nhau. Tay trái vùng hướng y. Cái vùng đó thay đổi lực quy tắc, bỗng nhiên hiện ra ở trên người của đại vu công tự bạo. Nếu như người đã muốn đi tìm cái chết tự bạo, vậy thì người hãy tự bạo thêm vài lần đi. Theo như Tô Minh thốt lời, thân hình của đại vu công xu thế tự bạo chợt khựng lại, bắn ngược ra phía sau. Từ trạng thái tàn vỡ, thời gian như là đảo ngược lại nhanh chóng ngừng tụ, lại hóa thân thành hình, mang theo sự hoảng hốt. Y sợ hãi phát hiện ra ý thức ở trong thời gian đảo ngược này bị cưỡng ép, giam cầm trong thân thể không cách nào rời đi được. Không thể thoát khỏi, thân hình này bây giờ trở thành thần thức, tỉnh thứ năm của y. Đây là việc kinh hoàng lần đầu tiên y gặp ở trong cuộc sống lâu dài của mình. Trước đó, y chưa từng gặp như vậy. Dù khi y kinh hoàng, thân hình của mình không thể nào bị khống chế hồi phục khỏi tan vỡ tự bạo, người của y lần nữa lại tự bạo. Đó không phải là điều y muốn, đó là do Tô Minh khống chế quá khứ và tương lai biến thành. Nỗi kinh hoàng điên cuồng sinh ra ở trong lòng của đại vu công, thân hình của y tạc vỡ rồi lại nổ, ý thức tan biến, đó là lần chết thứ năm. Nhưng rất nhanh y tuyệt vọng phát hiện ra ý thức lại tỉnh táo. Y vẫn ở trước mặt của Tô Minh, vẫn là dưới quy tắc thời gian đảo ngược khủng bố đó, vẫn tiến hành tự bạo. Lần thứ 6 chết, lần thứ 7 chết, mãi đến lần thứ 8 đại vu công chết, tự bạo cùng với ý thức tan biến thì y phát ra tiếng gầm bất chấp tất cả. Đối với tiếng gào, ý thức sắp tán đi thì trước mặt của y bỗng nhiên xuất hiện một trang giấy phủ. Giấy phủ chớp lóe rút ra ý thức của y dung nhập vào trong tờ giấy, cưỡng ép lao ra khỏi số mệnh luân hồi của Tô Minh, biến mất giữa không trung. Rốt cuộc, người huyễn hóa ra vật đó sao? Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng, giây phút chỉ phủ biến mất thì bỗng nhiên nâng lên tay phải chộp tới. Nhưng khi hắn đụng vào chỉ phủ thì lại bắn hụt, như là nó không hề nào tồn tại. Báu vật của lão phù mấy năm qua, bao nhiêu người muốn cướp đoạt, nhưng không ai có thể đụng chạm được. Người sao có thể ngoại lệ? Trong chỉ phù sắp tán đi phát ra tiếng gầm của đại vu công. Mắt thấy nó đã biến mất hơn phân nửa, mắt nhìn Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, không để ý giọng của đại vu công, trên tay trái tràn ngập khí lạnh như là tượng băng. Đây là đem mệnh cách và ý hồn của hắn toàn bộ ngưng tụ ở trên tay trái, lại chộp hướng chỉ phù. Lần này khoảnh khắc tay trái của hắn đụng vào chỉ phù thì đầu óc vang nổ, đó là tiếng thanh âm ngửa đầu gấm rồng ra 4 chữ. Cửu tử mệnh. Tô Minh hai mắt chợt lóe. Hắn biết xuất hiện thanh âm này là vì cú chộp không tầm thường của mình, lấy mệnh cách bản thân đụng chạm mà bạo thành. Người. Tiếng gào không thể nào tin tưởng bỗng nhiên phát ra từ chỉ phù, trong tiếng hét thê lương toát ra vẻ hoảng sợ. Hết chương. Điểm mệnh. Thì ra cách thể là dùng như vậy sao? Mắt của Tô Minh lĩnh ngộ. Bản thân chỉ phù là loại báu vật, nó ẩn chứa hơi thở thử mệnh, có thể ban mệnh cho con người. Đại vu công được đến chỉ phù này là dung nhập vào trong người có thể tự sửa đổi mệnh của mình, trở thành cửu tử mệnh. Chụp lấy từ tờ giấy kéo một cái, lại xoẹt một tiếng, chỉ phù bị Tô Minh kéo xuống phân nửa, còn lại biến mất. Tứ mệnh thuật của người, ngoài là có thể tăng cao tu vi của bản thân, nhưng cách này không phải là cái gì khác là rút cỏ cho lớn. Năm đó Tư Mã Tín cũng đã làm như vậy rồi. Tô Minh lại càng hiểu sâu hơn một chút về mệnh cách. Tùy theo nửa tờ giấy biến mất ở giữa không trung. Chính vào lúc này, sóng gợn lúc trước đại vua công chết tự bạo mới khuếch tán và chạm với trường thương của Tô Minh, hóa thành tiếng nổ kinh thiên động địa, cuồng quét tứ phía. Nguyên mặt đất đều run rẩy ở trong tự bạo, từng vết nứt xuất hiện, thật rất nhiều nước biển từ bốn phương tám hướng nhấn chìm, khiến cho đảo vua thần phút chốc khu vực này bị chìm hơn 4 phần. Từng vòng sóng gợn không ngừng khuếch tán tứ phía, một số vua nhân không né kịp thân hình tan vỡ thành tro bụi, sóng gợn lan tràn đến một nơi rất xa,
từ từ tán đi. Giữa không trung dao động, thân thể của Tô Minh bước ra khỏi hư vô, hắn không bị một chút vết thương nào. Khi tự bảo, hắn đã sớm bước vào trong không gian mảnh vụn chuẩn bị sẵn. Bây giờ hắn đi ra khỏi hướng Thánh Sơn Vô Tộc, bởi vì hoàn cảnh này dao động với tu vi thậm chí là vượt hơn hắn đang bùng phát ở chỗ đó. Theo dao động tản ra, bóng dáng ngồi khoanh chân ở đỉnh Thánh Sơn hiện ra. Đó là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, nhưng mà trên người có vẻ tang thương. Y khoanh chân ngồi đó, đôi mắt hoàn toàn là bị ánh trăng thay thế, khiến cho nhìn vào mắt người này có cảm giác bị hút hồn. Trên trán của y nửa miếng giấy vàng chớp lóe phù văn bị thiếu đi, nhưng có thể thấy ra tổng thể là hình dạng trăng non. Ta nghĩ ra ngươi là ai rồi? Kẻ năm đó là cùng với Thiên Tà Tử, Ly Long Thượng Nhân, y đấu với Lão Phu. Tô Minh. Thiếu niên nhìn Tô Minh, lại từ từ nói. Nguyệt sáng có tối, tròn và khuyết. Như người có cửu tử và cửu sinh, cầu mong chẳng qua là viên mãn. Đó là sư tôn của Lão Phu ban tặng, cửu tử mệnh. Thiếu niên nhìn Tô Minh cách vài trăm mét, lại từ từ đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng hắn. Chưa chỉ giáo. Thiếu niên chắp tay ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Bây giờ đại vô công khí chất thay đổi rất nhiều so với lúc trước, khác hẳn như bây giờ. Lạnh lẽo như băng giá, như phút cuối của sinh mệnh. Đông thu hạ xuân, như là mệnh tô ta tự ngộ. Tô Minh nhìn thiếu niên do đại vô công biến hóa, lại vung tay áo, chắp tay lại hơi cúi đầu. Đại vô công vô tộc bây giờ biến thành bộ dạng thiếu niên chưa từng xuất hiện trong ký ức luân hồi của Tô Minh. Hắn còn nhớ lần trước vô tộc đại vô công lần thứ 9 sống lại, hình dạng của gã là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nhưng hôm nay lại trở thành một thiếu niên. Mà hiển nhiên, cửu tử mệnh của đại vô công cuối cùng là biến tuổi càng nhỏ thì tu vi càng mạnh. Hình ảnh này có thể thấy ra so với năm đó y tăng tiến rất nhiều, càng khắc sâu, hiểu cửu tử mệnh được y ban cho. Sư tôn đã từng nói rằng, ban cho mệnh rất khó mà tự thân khống chế. Hoàn mỹ phù hợp bản thân, trừ phi ta có thể tu hành đến cửu tử thành anh mới có thể thấu hiểu về mệnh này. Hôm nay đối với ngươi thu hoạch được rất nhiều và có dấu hiệu đột phá. Xin người điểm hóa chỉ giáo giúp cho ta đột phá. Đại ân này ta sẽ ghi nhớ không quên. Thiếu niên nghe nói Tô Minh tự ngộ mệnh thì vẻ mặt liền kích động. Hắn lại cúi đầu, người từ từ bay lên trên trời khoảng 100 mét, tay phải nâng lên cách không vỗ hướng Thánh Sơn sau lưng. Núi phát ra tiếng nổ, dần dần hư ảo chấp động mà hoàn toàn ngưng tụ. Một khe hở to lớn xuất hiện trên ngọn núi, ầm vang, núi dần dần chia thành hai nửa. Một vệt sáng âm u từ bên trong bay ra, rơi xuống trước mặt của Tô Minh. Đó là một cái quan tài Tô Minh đã từng trông thấy. Vậy là năm đó, lần thứ hai ta thấy người, thì người từng xúc cảnh nơi rơi lệ. Nó đến từ tiên tộc, lần đó hơi thở âm tử ăn mòn, chắc chắn người tới đây là vì nó. Đại ân chỉ giáo, kính tặng nó ra. Thiếu niên mắt toát ra vẻ cố chấp cùng với cuồng nhiệt. Giờ phút này y hoàn toàn khác với đại vô công mà Tô Minh trông thấy. Đối phương càng như là một kẻ tìm mệnh, vì đột phá tu vi dung hợp, cửu tử mệnh mà sẽ trả giá tất cả. Truy tìm mệnh cách, thành tựu tự nhân, đó là tầm mệnh. Tô Minh cẩn thận nhìn đôi mắt của thiếu niên, trong đôi mắt kia hắn là không nhìn thấy gì. Không thấy gian xảo, không thấy âm mưu, chỉ thấy là cố chấp dung hợp mọi thứ cửu tử mệnh, tìm kiếm để đột phá. Loại cố chấp này có vài mặt rất giống với Tô Minh. Ta đến đây là vì quan tài này, và còn cần cửu lê huyết của người. Tô Minh nhìn quan tài trước mặt, biểu tình lại dần dần dịu đi, nảy ra một chút buồn phiền và nhớ nhung, cất đi quan tài, lại từ từ nói. Thiếu niên im lặng, lát sau lại thoải mái cười, đôi tay nâng lên vỗ một cái. Cú vỗ này chỉ tay của đối phương, lóe ra ánh sáng. Chỉ tay biến đổi, một quan tài trong suốt xuất hiện trước mặt của y. Quan tài không lớn, vì nó trong suốt nên thấy được bên trong nằm một bộ xương khô. Nhìn bộ xương, thiếu niên nâng lên tay phải chỉ vào trán của bộ xương. Một giọt máu màu tím tỏa ra hơi thở vô tộc đậm đặc bay ra. Thiếu niên phất tay áo bắn nó hướng Tô Minh. Tô Minh giơ tay trái hư không chụp lấy, lập tức trong tay xuất hiện một ngọc bình nhọn bỏ giọt vào bên trong. Màu của ngọc bình này lập tức biến thành màu tím. Máu các đời cửu lê vu tộc chủ đều là bị ta nuốt. Ở trong người của ta trở thành 9 giọt vu nguyên. Máu này ta vốn tưởng là có thể giúp cho ta đột phá, nhưng nhiều năm vẫn là rất vô dụng. Vậy tặng cho ngươi một giọt, xin chỉ giáo cho. Thiếu niên vỗ quan tài, lập tức quan tài rơi xuống đất. Bùm một tiếng, quan tài rơi xuống đất thì đôi mắt thiếu niên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Tay phải của y nâng lên chỉ vào nửa phù văn ở trán. Lập tức, phù văn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy thân hình của y. Thiếu niên lấy tốc độ cực nhanh, dường như năm tháng trôi qua gấp ở trên người của y, gấp đôi. Tóc càng ngày càng dài, làn da còn giãn nhiều hơn, thân hình lại từ từ vạm vỡ. Từ thiếu niên biến thành thanh niên 25-26 tuổi. Cùng lúc đó, thân thể của y bỗng nhiên có bóng, chồng, là một
cái đi ra bên trong một người chính là một thiếu niên. Y chỉ vào bản thân 25-26 tuổi, lại nhìn hướng Tô Minh. Đây là mệnh thứ 8 của ta, thanh niên mệnh. Khi thốt lời, mắt của thanh niên trượt lóe, năm tháng lại trôi, chớp mắt bộ dạng là hơn 30 tuổi, xác của y lại có bóng chồng, lần này trên người của đàn ông là hơn 30 tuổi. Thanh niên từ bóng chồng đi ra đứng bên cạnh thiếu niên, chỉ vào hơn 30 tuổi, lại nhìn Tô Minh. Đây là mệnh thứ 7 của ta, tráng niên mệnh. Hình ảnh kỳ lạ khiến cho mắt Tô Minh tập trung, hắn thấy thân thể của tráng niên hơn 30 tuổi lại trưởng thành, từ khoảng hơn 40 lại xuất hiện tình huống tương tự. Đây là mệnh thứ 6 của ta, trung niên mệnh. Đây là mệnh thứ 5 của ta, bán trăm mệnh. Đây là mệnh thứ 4 của ta, xế chiều mệnh. Bây giờ đứng bên cạnh thiếu niên là bắt đầu từ thanh niên cho đến ông lão thái dương tóc bạc, tổng cộng là có 5 đại vua công tuổi tác khác nhau. Tương tự, trên người của ông lão tóc bạc phơ năm đó, 5 tháng trôi qua. Đây là mệnh thứ 3 của ta, tuổi già mệnh. Đây là mệnh thứ 2 của ta, dục hủ mệnh. Đây là mệnh thứ nhất của ta, đăng khô mệnh. Cuối lúc đó xuất hiện bên cạnh thiếu niên là 9 đại vua công vua tộc mặt đầy nếp nhăn. Lúc trước Tô Minh thấy đầu tiên, trong người của hắn tràn ngập tử khí, răng lừa thừa vàng khè gần như đã rụng hết, còn có đôi mắt bao gồm bóng trăng đứng bên cạnh thiếu niên. Mà ta là mệnh thứ 9. Thiếu niên bên cạnh mình đứng 8 tuổi là khác nhau, lại nhẹ giọng nói nhìn hướng Tô Minh, mắt của hắn lộ ra vẻ cố chấp. Đây là cửu mệnh của ta, Tô Đạo Hiếu, xin hãy thỉnh giáo. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn thiếu niên, nhìn bên cạnh 8 đại vua công tuổi tác khác nhau, lát sau chỉ vào quan tài dưới đất. Vậy hắn là mệnh thứ mấy? Thiếu niên ngẩng đầu ra, cúi đầu nhìn dưới quan tài, thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong mắt dần dần lộ ra hiểu, nhưng mà vẫn còn chưa biết rõ. Từ thân thể khô héo đi hướng sơ sinh khóc lóc, từ chết đi hướng cuộc sống mới, đó là con đường mệnh, hơi giống với Tô Ta Ngộ, nhưng mà có điều khác. Tô Minh trầm ngâm giây lát, khi mở miệng thì nâng lên tay trái, lập tức lòng bàn tay xuất hiện từng mảng bông tuyết, tuyết toát ra khí lạnh tràn ngập đến tứ phía. Đây là mệnh của ta. Tô Minh nhìn ở trong lòng bàn tay đầy tuyết rơi, khi thốt lời thì những bông tuyết tràn đầy thay đổi, không còn là màu trắng mà biến thành màu đỏ, không phải đỏ thẫm mà là màu của mùa thu. Sự sống yếu ớt xen lẫn băng giá biến thành ý thu. Người hiểu rồi chưa? Tô Minh vung lên tay trái, bông tuyết ý thu ở trong tay tán đi. Thiếu niên run rẩy mắt lộ ra vẻ mê man và hoảng hốt, hiểu ra và mơ hồ. Y mơ hồ cảm thấy mình lại hiểu ra cái gì đó nhưng mà vẫn còn chưa xem rõ. Người từ chết đi hướng sống, cần chân chính là phải chết. Người biết mình không chết, cửu tử mệnh, nhìn như là bất tử, nhưng thực tế thì ý thức bất tử khiến cho người mất đi khao khát cuộc sống. Người như vậy thì làm sao nhắc được tới sống được? Tô Minh thản nhiên nói. Thiếu niên người run rẩy, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lại ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lát sau biểu tình quyết đoán, tay phải nâng lên cách không đánh vào trong thân thể của mình trong quan tài. Bùm một tiếng, quan tài vỡ nát, thân thể tan tành. Còn lại 5 giọt vu nguyên bay ra bị thiếu niên phất tay áo bắn hướng Tô Minh. Đại ân, xin hãy nhớ kỹ. Thiếu niên chắp tay thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh cảm tạ. Hết chương. Hải Đông. Dù là kiếp trước, trong luân hồi hoặc bây giờ thì đều không tính là thù hận. Điều duy nhất giao nhau đó là gặp gỡ trong cuộc chiến Vu Man. Tôi mình không đoán được kết quả của trận này, nhưng kết cuộc như vậy là cũng không có gì hết. Mang theo tất cả vua nguyên huyết, tôi mình rời ra khỏi đảo Vu Thần. Khi hắn đi, đại vua công đích thân tiễn ngàn dặm, chắp tay từ biệt. Từ nay về sau, y tu vẫn là cửu mệnh, nhưng mà cũng chỉ vẹn vẹn là cửu mệnh. Nếu như lần thứ 9 sống lại vẫn là cái chết, vậy thì không nói đến thức tỉnh được. Đây là vì y đã hủy đi thân thể của mình. Hành động nhìn như ngu ngốc, nhưng chỉ có Tô Minh, hắn hiểu rằng không phá thì không lập. Nếu như không có lòng cầu sinh thì làm sao mà ham sống? Nếu như không ham sống thì làm sao mà nghịch thiên được? Ân đức này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có chỗ nào cần thiết, ta nhất định là sẽ trả lại ân tình. Thiếu niên nhìn Tô Minh, nghiêm túc nói. Y biết chuyện điểm hóa như vậy là cần nhiều cơ duyên. Chỉ có thể gặp chứ cầu, cầu không được. Loại điểm hóa này khiến cho y biết trước kia là có rất nhiều con đường sai lầm, bây giờ phải sửa đổi. Ta không giết người là bởi vì người và ta có con đường tu mệnh giống như nhau. Ta muốn nhìn người có thể làm được từ chết sống lại và lột xác. Nhưng việc giữa người và đại sư huynh, nếu như đại sư huynh của Tô ta muốn giết, vậy thì ta vẫn sẽ ra tay với người. Tô Minh nhìn đại vua công vua tộc trước mặt, trầm ngâm giây lát lại từ từ nói. Thiếu niên chỉ mỉm cười. Huyết mạch cửu lê tộc không phải là từ dòng chính truyền thừa, mà là ở trên người của tất cả kẻ có cửu lê huyết mạch.
bọn họ đều có khả năng thức tỉnh. Ta giết rất nhiều cửu lê chủ, vẫn chưa hề trưởng thành. Nhưng chỗ của đại sư Huỳnh người thì ta không hề tổn thương thân nhân của hắn. Năm đó truy sát hắn, ta cũng công nhận điều này. Nhưng thân thể mà ta đã tán đi, trên đời sau này là không còn đại vu công vu tộc nữa. Chỉ có ta đi tìm mệnh của ta. Tất cả ân oán theo thân thể của ta chết đi đã tán rồi. Nếu như hắn lại đến tìm ta, thì cho hắn, vậy là được. Thiếu niên tươi cười, lại ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình lộ ra ngộ sinh tử. Ta sắp đi Tây Minh và Bắc Châu, dẫn theo mang tộc Đông Hoàng diệt sát tất cả tiên tộc. Ở hai đại lục này, chắc chắn là cũng có vu tộc. Tô Minh nhìn hướng thiếu niên. Vậy đến đó, thì nguyện cùng với ngươi đồng hành. Thiếu niên trầm ngâm giây lát, lát sau lại chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh lại không nói gì nữa, xoay người đi về hướng phương xa. Sau lưng của hắn có con chó đen hạc chọc lông, bên kia là có con chó màu vàng. Còn Vũ Huyền thì ngồi trên lưng con chó vàng, cười tủm tỉm híp mắt. Lần này đi vu tộc, cô thu hoạch rất khá. Tâm tình tốt, túm lông của con chó làm cho nó vẻ mặt lại đau khổ, chạy nhanh vài bước đuổi kịp Tô Minh. Vũ Huyền vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh. Tô tiểu ngốc, bây giờ chúng ta đi đâu? Tô Minh mặt không biểu tình đi giữa không trung, mắt nhìn về nơi xa. Hắn không định quay về Cửu Phong ngay. Dù sao có vù nguyên huyết thì nhị sư huynh có vài phần tự tin khiến cho đại sư huynh hồi phục lại. Một con vù long. Tô Minh khựng lại, quay đầu lại nhìn đi hướng khác, đó là đảo của Hải Đông Tông. Ba đảo Nam Thần Tô Minh đã đi qua hết, trừ đảo Hải Đông. Theo ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng vị trí của Hải Đông đảo, Vũ Huyền lại hơi tươi cười rạng rỡ. Cô chớp mắt và mong chờ, ngẫm nghĩ đợi lên trên đảo Hải Đông này chắc chắn sẽ lại hốt một mẻ. Những thu hoạch này cô tự nhiên cho rằng đó là tiền lời lấy từ chỗ của Tô Minh. Cô lại càng cảm thấy cuộc sống như vậy là không tệ. Tô Minh ở đằng trước uy hiếp, cô thì ở phía sau cướp bóc. Tô Minh, cái kia, khi nào ngươi cho ta đi tông môn tiên tộc ở mấy đại lục khác, khi đó ta sẽ trợ uy cho ngươi. Vũ Huyền lại cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ở đảo Vu Thần, cô đã cướp đoạt không ít rồi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Vũ Huyền trợn to con mắt, không còn vẻ gì hưng phấn, thay vào đó là cảnh giác. Ngươi định làm gì? Ta không cướp được bao nhiêu đâu, chỉ có một chút xíu. Không tin được, cứ hỏi tiểu chọc mà xem. Vũ Huyền lại vội chối. Tiên tộc của đại lục khác nằm ngay đó, cô tự đi cướp vậy là được. Lấy tu vi của cô, làm điều này không khó. Tô Minh lại nhìn hướng Vũ Huyền. Bổn cô nương lương thiện, sao có thể làm ra việc cướp của người khác? Chuyện đó rắc rối lắm, lỡ đâu bị người ta biết thì sao? Huống chi, ta chẳng có thù hận gì, đâu có lý nào mà đi cướp của người ta. Nhưng... nếu như đi theo đằng sau ngươi thì lại khác. Vũ Huyền chớp mắt. Tất cả những vật cô cướp, ta là phải lấy 9 phần. Tô Minh nói. 9 phần? Thế sao ngươi không đi ăn cướp luôn? Vũ Huyền là sốt ruột, mặc kệ hình tượng nhảy dựng lên trên lưng của con chó, biến đổi sắc mặt. Thì ta vốn là cướp mà. Tô Minh nhìn Vũ Huyền, lại không nhường một bước nào. 1 phần, ta tối đa đưa cho ngươi 1 phần thôi. Người này biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, lại còn có vốn liếng. Rồi tóm lại là ta chỉ có thể đưa cho ngươi 1 phần thôi. Vũ Huyền trợn to con mắt, lại nói. Nếu như không có cô, tự mình ta có thể lấy được trọn vẹn 10 phần. Ta biết siêu hồn, có thể tìm ra chỗ họ giấu báu vật, cho người đỡ rắc rối. Trực tiếp hủy tông môn, vậy thì khỏi cần phải siêu hồn luôn. Nhưng ta có thể mở trận pháp sơn môn của họ cho ngươi, để man tộc không cần tử thương nhiều. Vũ Huyền lại vội nói. Tô Minh lại hơi trầm ngâm, chưa nói cái gì thì Vũ Huyền xoay xoay con mắt, con chó dưới chân liền hóa thành cầu vồng mang cô đi xa. Tô Minh, người cũng đã mệt mỏi rồi, vậy thì không bằng đảo Hải Đông này hết đi cho ta đi chó. Một con vu long mà thôi, ta sẽ đi mang cho ngươi. Vũ Huyền đi xa, thanh âm trong trẻo chuyển tới, phương hướng chính là đảo Hải Đông Tông. Tô Minh biểu tình thản nhiên lại mỉm cười, từ từ đi hướng đảo Hải Đông. Chó đen hạc trong lông đi theo, biểu tình lộ ra vẻ hiểu ra. Nó lại nhìn Tô Minh, lại nhìn Vũ Huyền đi xa, nó nhe răng cười. Hè, xem ra Tô Minh cũng là một loại gian xảo, sau này Hạc gia gia ta là phải cẩn thận một chút. Hạc Trọc Long bỗng nhiên hơi nhớ tiền thần, cảm thấy gã ta mới thực tốt, ngốc nghếch tùy ý cho nó khi dễ. Tốc độ của Vũ Huyền rất nhanh, khi Tô Minh đi tới ngoài đảo Hải Đông thì bên tai vang đến những tiếng nổ ầm ầm, còn có từng tiếng rồng ngâm quang quẩn. Trận pháp đảo Hải Đông bây giờ đã rút rời vặn vẹo, Tô Minh nhấc chân xuyên qua trận đảo để bước vào trong Hải Đông. Đưa mắt nhìn phạm vi của đảo Hải Đông Tông, mặt thấy đầy rừng rậm, phía trên là có một con chó màu vàng to cỡ ngàn mét, ở giữa không trung gầm gừ hướng mặt đất. Theo tiếng nó giống lên, bão tố dấy lên, miệng phát ra những tầng tầng sóng âm, đi qua đầu là núi sụp đất nứt.
Trên đỉnh đầu của con chó vàng, không biết Vũ Huyên thi triển ra thần thông gì, chỉ thấy từng túi chữ vật, từng khối linh thạch, nhiều pháp bảo từ bốn phương tám hướng bị hút đi, lao nhanh tới. Vũ Huyên mau chóng cất bước chúng nó, như là sợ động tác chậm sẽ bị Tô Minh cướp hết. Còn trước mặt của con chó thì có vài chục trưởng lão Hải Đồng Tông đang cố sức chống cự nhưng không thể nào kiềm chế được, thụt lùi ra phía sau. Tô Minh đứng ở trên một dãy núi, khoanh chân ngồi nhìn xuống tình hình phía xa, lại không ra tay. Hắn quét mắt, ý tồn tại, tản ra bao phủ cả đảo Hải Đông. Lát sau, hắn nhìn về phía bắc của đảo Hải Đông, chỗ đó rậm rạp rừng cây. Sâu bên trong có một cái hồ nước trong suốt nhìn thấy cả đáy, bên cạnh đó là có một gian nhà gỗ. Tô Minh đứng dậy, không để ý Vũ Huyên cướp bóc, con chó diễu võ rừng oai, nhoáng người lên lao hướng rừng cây phía bắc. Hạc Trọc Long do dự một chút lại lặng lẽ giảm nhẹ tốc độ, quay đầu lao hướng mặt đất. Nó phải nhân dịp hỗn loạn này xem coi có thể lấy được một chút ít gì đó hay không. Tô Minh đi vào trong rừng cây phía bắc, bên tai từ trên bầu trời con chó không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Lát sau, hắn vào trong rừng sâu, đứng bên ngoài hồ nước và nhà gỗ. Lúc hắn tới nơi này, tiếng ồn ở bên ngoài đã giảm bớt rất nhiều, cảm giác yên bình chảy xuôi. Có bằng hữu từ phương xa tới, lão hổ tiếp đãi là không chu đáo rồi. Khi Tô Minh bước vào đây thì từ gian nhà gỗ truyền ra một giọng nói già nua khàn khàn, cùng với thanh âm là một ông lão mặc áo thô gai sam, tóc bạc phơ. Lão chậm rãi ra khỏi nhà gỗ, lại nhìn Tô Minh, đôi mắt của lão trong suốt như là hồ nước mang theo ý nhiếp hồn, nhèo mắt nhìn Tô Minh. Lão phu là Ly Long, kính chào man thần. Ông lão im lặng giây lát, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh lại nhìn ông lão, từ người của lão hắn cảm nhận được dấu vết vượt qua cả man hồn đại viên mãn, nửa bước vào trong mệnh tu. Hừng, nhưng mà dấu vết rất nhạt, vẫn còn chưa ổn định. Vậy không biết, man thần tới đây chẳng hay là có việc gì. Ông lão lại nhìn Tô Minh, trầm giọng nói. Đảo Hải Đông này quá nhỏ, nam thần đã tàn vỡ. Người là có muốn đổi một chỗ sinh sản Hải Đông Tông hay không? Tô Minh lại nhìn hồ nước, lạnh nhạt nói. Lì lòng, thượng nhân, mắt lại chợt lóe. Tu vi của người là nửa bước đạp mệnh, tìm chỗ này mà tính tu. Không để ý tới hiện tại Hải Đông Tông là có người xâm nhập, chắc chắn là vì có cảm ngộ, tìm bước đi vào trong mệnh tu cảnh. Mệnh tu cảnh, cần biết về mệnh. Vậy mệnh của ngươi là gì? Tô Minh xoay người, mắt sáng ngời nhìn ông lão. Lì lòng thượng nhân lại im lặng. Tô Minh không nói tiếp, đi tới bên hồ nước nhìn xuống, không nói lời nào. Hắn chỉ có thể thấy dưới hồ nước này có một đôi mắt đang nhìn mình, trong mắt có kiêng dè, sợ hãi và kính sợ. Lão phù đã sắp sửa mục nát. Ở đâu ra mà biết được mệnh? Lì lòng thượng nhân im lặng vài giây, lại khản giọng nói. Tô Minh không nói gì thêm mà lại ngồi xổm xuống, tay phải đặt ở trên hồ nước. Lập tức hồ gợn sóng, dần dần có một cái đầu to lớn từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Đó là một cái đầu rồng to gỡ, cỡ vài mét, một con vù lòng toàn thân đầy vậy. Hết chương. Hộ pháp. Đầu của nó nhô ra khỏi bờ hồ nhìn Tô Minh, trong mắt có vẻ kính sợ và sợ hãi. Nó có thể cảm nhận được từ người của Tô Minh truyền đến hơi thở như có như không, hơi thở mạnh mẽ mà nó chưa từng gặp. Nhẹ nhàng vuốt đầu rồng, Tô Minh đứng dậy, dường như vu long này cảm nhận được ý định của Tô Minh, người run rẩy sóng gợn lại càng nhiều. Nó từ từ hé miệng, người uốn éo, từ trong miệng phun ra một huyết cầu to cỡ nắm tay. Trong huyết cầu này tỏa ra hơi thở vu tộc tinh thuần, huyết cầu dần dần bay tới chỗ của Tô Minh, ngừng ở trước mặt của hắn. Phun ra huyết cầu vu long có vẻ uể oải, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh rồi từ từ chìm xuống mặt nước. Tô Minh nhận lấy huyết cầu liếc một cái, bỏ vào trong túi chữ vật, xoay người đi hướng ngoài rừng, không nói nhiều lời hơn với Ly Long thượng nhân. Hắn đã cho đối phương cơ hội, nhưng rõ ràng Ly Long thượng nhân đã chọn từ chối. Vận mệnh cần không phải là đáp lại, mà là tìm một câu tìm mệnh. Nhưng Ly Long thượng nhân đã không đi tìm mà thản nhiên nói sắp mục giữa. Lời này nếu như Tô Minh là có ý ký ức của đời này, tu vi chỉ cỡ mấy trăm năm thì có lẽ sẽ không lập tức hiểu ý nghĩa. Nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, mấy chục lần luân hồi tương đương với đời sống mấy chục lần. Lì lòng thượng nhân là không thể nào so sánh được. Lời của lão lộ ra là một loại khinh thường từ đáy lòng, không phải là xem thường tu vi của Tô Minh, mà là tuổi tác của hắn. Lì lòng thượng nhân cảm giác Tô Minh đúng là man thần, nhưng hắn đã quá trẻ tuổi rồi, khiến cho người không thể nào hoàn toàn chấp nhận được, chịu cúi đầu cho đối phương chỉ điểm mình sao? Nếu như là Tô Minh là một ông lão nổi danh nhiều năm, thì từ chỗ của Lì lòng thượng nhân sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác. Nếu đã như vậy thì Tô Minh sẽ không nói nhiều lời, xoay người rời đi, bóng dáng của hắn dần dần khuất. Sau lưng của hắn, Lì Long thượng nhân biểu tình hơi phức tạp nhìn hắn đi xa. Lão biết đã từ chối cơ hội một lần, có lẽ cơ hội này sẽ khiến cho hắn đột phá tu vi. Nhưng cũng có lẽ... không chừng, dù sao man thần trước mắt trẻ tuổi khiến cho người ta thực sự khó chấp nhận.
Thực ra thì có rất nhiều người cũng là có ý nghĩ giống như lão, thường cho rằng người nhỏ tuổi hơn mình là không quá đáng tin, dù tu vi có cao hơn mình đi nữa cũng khó có thể thay đổi được tâm tình. Tô Minh đi xa, ánh mắt của Ly Long thượng nhân theo dõi phía sau, mãi đến khi hắn đi xa hơn 100 mét, bóng dáng bị rừng cây che lấp phân nửa thì con người của lão bỗng nhiên co rút. Lão mơ hồ cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Hiển nhiên ký ức xa xưa là khó mà nghĩ đến bóng lưng nào đã từng thấy. Man Hần các hạ, hai chúng ta trước kia đã từng gặp nhau qua chưa? Ly Long do dự lại lên tiếng hỏi. Không có. Khi Tô Minh nói chuyện thì đã biến mất trong rừng cây. Họ đã từng gặp mặt, chẳng qua lúc đó Tô Minh không phải là bộ dạng như bây giờ mà là một ông lão tang thương. Ra khỏi rừng cây, Tô Minh không ngoái đầu lại, một đường đi ra ngoài đầu, đảo Hải Đông. Giây phút sắp bước ra khỏi đảo, hắn lạnh nhạt nói với Vũ Huyền ở trên bầu trời hưng phấn, hút rất nhiều túi chữ vật, tinh thạch và pháp bảo. Chơi đủ chưa? Ta sẽ đi đây. Nói xong Tô Minh nhấc chân ra khỏi đảo Hải Đông. Sau khi ra khỏi trận pháp chỗ này, hắn thoáng người lên lao hướng đảo Thiên Hàn Tông. Đã lấy được mọi thứ, giờ là lúc phối hợp với nhị sư huynh thi triển ra pháp khí, khiến cho đại sư huynh được thức tỉnh. Khi Tô Minh rời đi thì Vũ Huyền hoan hô một tiếng, vỗ con chó to biến mấy ngàn mét, trong lòng đầy buồn bực. Con chó này rất bực mình, nó cảm thấy mình là Minh Long vô cùng cao quý, cố tình tiểu chủ tử cứ khiến cho nó phải hóa thành một con chó to. Quá đáng nhất là dù biến thành mấy ngàn mét vẫn không cho nó trở lại bộ dạng Minh Long, chỉ có thể giữ dáng vẻ một con chó. Bây giờ, khi nó xoay người hung tợn, chừng mấy ngàn người Hải Đông Tông lúc trước vây công nhưng lại bị tiếng nó gào gạt, giặt ra, là thử một tiếng, lao thành cầu vồng lao nhanh. Ở trên mặt đất có một bóng đen hưng phấn nhặt của rơi, ở trên trời, con chó vàng to rời đi thì hạc chọc lông vẻ mặt lưu luyến cũng là nhanh chóng bay đi. Trên đất Đông Hoàng và Nam Thần, bộ lạc khá là bình tĩnh, vô số man tộc đang tập kết, không lâu sau sẽ xâm nhập vào trong Tây Minh và Bắc Châu. Tô Minh rời ra khỏi đảo Hải Tông, Hải Đông, Vũ Huyên và con chó cùng với hạc chọc lông cũng là nhanh chóng rời đi. Sau màn trời cao cao trên man tộc, ngoài vòng xoáy âm tử tồn tại rất nhiều mảnh vụn của thế giới. Quanh chín tu chân tinh to lớn đang có mấy ngàn con thuyền lớn. Trên mỗi một chiếc thuyền đứng vài tu sĩ mặc áo đen. Trên quần áo có đồ án ngôi sao. Đồ án sao rất giống như thật, làm cho họ đứng ở trên thuyền dài ở trời sao như là không có thân hình, như hòa cùng trời sao. Trừ mấy ngàn con thuyền ra, từ phía có gần 10 vạn người tiên tộc, ai nấy vẻ mặt cung kính, lặng ngắt như tờ. Phía trước nhất, trên một con thuyền đứng một thanh niên. Thanh niên có mái tóc đen bay phất phơ, khuôn mặt điển trai nhưng môi mỏng, biểu tình kiêu ngạo. Quần áo của gã là không giống mọi người. Người ta quần áo ngôi sao đứng lặng, chỉ một mình gã mặc áo ngôi sao chậm rãi di chuyển. Trông rất quái dị, như là quần áo của một thế giới tự chuyển động. Xung quanh thanh niên có 7-8 người vây quanh, đều là lão già, tu vi ai nấy là cỡ đẳng cấp chủ vị giới. Tiên tộc bình thường kia, bổn công tử tiến tới, vậy mà tam hoàng ngũ đế lại không ra bái kiến sao? Thanh niên lạnh nhạt nói. Thiếu chủ, mấy đại nhân của tam hoàng ngũ đế, họ... Đừng có nói nữa, là địa vị của ngạo nguyên, đại nguyên ta, là tại tông môn không có đủ sao? Nếu là ca ca của ta, thì tới, họ đã sớm phải xun xoe rồi. Thanh niên vùng tay, biểu tình âm trầm. À, thiếu chủ à, cái này... 7-8 tiên tộc xung quanh thanh niên cười khổ, ánh mắt nhìn sang gã tràn đầy vẻ kính sợ. Chỗ này chính là đất âm tử mà tiên tộc các người đời đời canh giữ sao? Ánh mắt thanh niên rơi vào trong vòng xoáy âm tử trong trời sao? Chỗ này đúng là đất âm tử. Lập tức có một ông lão tiên tộc bên cạnh thanh niên cung kính đáp. Đồn rằng trong đất âm tử này ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt cả đạo thần trần giới. Thanh niên ánh mắt chợt lóe, bước ra khỏi thuyền dài đứng ở trời sao, nhìn vòng xoáy âm tử không lộ ra vẻ thấy hứng thú. Nếu có một loại lực lượng này thì sau này ta sẽ trở thành tông chủ đạo thần tông, là phải sai người đi dò xét ở đây mới được. Thanh niên nhoáng người lên, định tới gần xem xét. Nhưng gã mới bước ra chưa được 100 mét thì bỗng nhiên tạm dừng, vẻ mặt biến đổi, bởi vì ngoài vòng xoáy âm tử, vốn là trời xa mênh mông vô bờ, bỗng nhiên là có 99 khí thế dâng lên, sau đó là có 49. 49 ý niệm lại càng cường đại lượn lở. Quả nhiên là 99 hổ phù, 49 long phù trấn áp. Thanh niên do dự không một chút nào, vào sâu hơn mà xoay người trở lại ở trên thuyền dài. Được rồi, bổn công tử chỉ là đi ngang qua đây thôi, dừng lại 7 ngày để cho các ngươi siêu lực tập linh thạch. Phải làm cho xong trong vòng 7 ngày đó. Thanh niên đứng ở trên trường thuyền, lạnh lùng liếc mấy người tiên tộc. Mấy tù sĩ tiên tộc cười khổ, trong đó có một người đàn ông trung niên do dự bước đến. Xin thiếu chủ hay thư thả cho vài ngày, người muốn số lượng linh thạch quá nhiều, chúng ta... là cần một chút thời gian để chuẩn bị. 7 ngày,
không thể nào nhiều hơn một ngày được. Nếu như không lấy đủ số linh thạch đó thì đừng có trách. Thanh niên lập tức trầm mặt. Thiếu chủ. Trong mấy tiên tộc đột nhiên có một ông lão tiến đến vài bước, lại thấp giọng nói. Nếu như thiếu chủ đã có hứng thú đối với đất âm tử, thì lão phù là có vài cách khiến cho thiếu chủ không xúc động bùa trấn áp mà là có thể đi vào trong đó. Nói xem. Mắt thanh niên trượt lóe nhìn hướng ông lão tiên tộc nói chuyện. Khá. Nếu như ngươi cho rằng cách đó hữu dụng, thì có thể cho các ngươi thư thả thêm vài ngày. Nhưng nếu cách đó vô dụng, vậy thì thời gian 7 ngày này không thay đổi, nhưng số lượng linh thạch là tăng gấp đôi đi. Thiếu chủ yên tâm. Xin mời. Ông lão mỉm cười lập tức nói. Đám người kia do dự một chút nhưng không nói ra, Tam Hoàng Ngũ Đế đã ra lệnh cho không phép mở lại trận pháp khiến cho người giáng xuống, phải chờ họ trở về mới mở ra được. Vài tiếng sau, trong khu vực tràn đầy vô số đại lục vũ trụ, mấy ngàn thuyền đài phô bày, mấy tu sĩ tiên tộc vòng quanh thanh niên hướng dẫn đi tới đại lục chính giữa bước lên tế đàn, cũng chính là chỗ thân thể của Tô Minh. Hắn chính là ca ca của tiện nhân kia sao? Thanh niên nhìn thân thể của Tô Minh như là nhớ tới điều gì, lạnh lùng nói. Thiếu chủ anh Minh chính là kẻ này. Cách tiến vào trong đất âm tử này là thông qua thân thể đó dẫn động trận pháp giáng trần. Nhưng là cần 2 ngày để chuẩn bị. Tu vi sau khi giáng trần là sẽ chịu hạn chế, không thể nào truyền tống quá nhiều người được. Không sao. Đạo nô thập cửu, nhị nhất, tam nhất, tứ nhất và ngũ nhất. 5 người bước ra khỏi hàng. Thanh niên không thèm quan tâm nói. Gã thốt lời, lập tức ở trên thuyền xung quanh có 5 người áo đen biến mất khi xuất hiện đã ở sau lưng của thanh niên. Mở ra trận pháp. Còn 5 người bảo vệ dù là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không làm gì được bổn công tử. Thanh niên nâng tay lên, trong tay hiện ra một cây quạt, đắc ý nói. Trận pháp tiên tộc từ từ mở ra, trên đất ma tộc trăng sáng như sao thưa, gió biển lộng lộng khiến cho mặt biển ở dưới ánh trăng dấy lên từng tầng sóng bạc, mang theo ẩm ướt đánh vào vách núi. Lặng lẽ tàn vỡ nhưng lại bị gió cuốn đi càng ngày càng xa xôi. Tụi mình quay về Cửu Phong đã 2 ngày. Hắn đang khoanh chân ở trên vách đá Cửu Phong, biểu tình bình tĩnh có một chút cảnh giác, ý hồn tản mát 8 hướng. Nếu như có gió thổi cỏ lai sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Bên cạnh hắn là nhị sư huynh xếp bằng dốc sức tản thần. Tản thần hồn dẫn động lực lượng của thiên quỷ man tộc để thức tỉnh đại sư huynh. Hổ tử thì ngáy khò khò, nhập mộng bảo vệ ý thức của đại sư huynh. Dù là nhị sư huynh hay là hổ tử thì trong quá trình thi pháp không thể nào bị quấy rầy. Nếu như không, chẳng những là nhị sư huynh không thể nào thức tỉnh được, bao gồm cả nhị sư huynh nữa, hổ tử cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Hết chương. Hết tập 113. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào những tập khác của Tô Minh.